Hello, xin chào các bạn, các em và đại gia đình thân mến trên đang xem trên kênh Bếp Nhà Của Mẹ Crystal Trần. Các bạn và các em cũng như đại gia đình khỏe không? Hôm nay Crystal đi chợ Costco ở bên Mỹ đó nha. Và Crystal có được một người bác ở đi chợ luôn giới thiệu một cái bịch súp. Một cái bịch súp này là nó có sẵn từng gói một nè. Trong một bịch này nó có 8 gói nha. Đó, nó có 8 gói. Và mình sẽ nấu hôm nay. Bác ấy nói là cái nước súp này rất là ngon, nhưng nó chỉ có cái gói nước súp cô đặc thôi. Khi mà mình mua về á, mình phải pha chung với thêm một khoảng chừng một tô nước nữa. Một gói là sử dụng cho một tô súp, thì mình pha thêm một tô nước lọc, và mình có thể áp vào đậu hũ mềm non đó, đậu hũ non nè, rồi mình áp thêm tôm nè, rồi mình áp thêm một cái trứng hoặc 2 cái tùy theo mình thích ăn nhiều hoặc ít, và mình áp thêm bò phi lê đó. Đó là nguyên thủy của nó. Và nếu mình muốn ăn kim chi rau cải ấy, thì mình bỏ vô thêm. Còn như mình không thích ăn thì mình không bỏ cũng không sao. Vậy đó, mình ăn như vậy thôi. Nhờ Crystal thì đặc biệt hơn á là Crystal sẽ đi làm cái nước súp này cho nó ngon ngọt hơn á. Vì nếu mình áp nước lạnh thì không phải là không được, nhưng nếu mình áp nước lạnh thì mình sẽ thấy nó loãng lắm, nó không có vị ngọt đậm. Bây giờ Crystal sẽ làm thêm một cái bắp này cho một tô. Mình sẽ chặt mỏng ra và mình hầm chung với lại đây nước củ hành đó, thì nó thơm nước thêm và nó sẽ ngọt nước thêm. Bây giờ Crystal sẽ đi lấy ra một cái này ha, làm cho một tô súp nha. Còn số lượng mà Crystal hồi nãy để ra đây á, một hộp tofu này khoảng chừng gần 400 gram á, thì mình dùng cho 3 tô súp hoặc 2 tô nhé. Và 16 con tôm, mỗi một tô thì 5-6 con vậy đó. Và hai cái bắp này mình sẽ chặt nhỏ ra và mình hầm lấy cái nước ngọt nha. Đó, bây giờ cái bắp này thì nó sẽ sẵn để mình ăn, nhưng cái tô sẽ mở ra nè, và cái tô sẽ đi hả chặt ra nha. Mình sẽ đi chặt ra đó, và mình sẽ hầm cái này, mình lấy cái nước ngọt và đồng thời mình cũng ăn luôn, mình ăn luôn không sao hết. Mình chặt mỏng nha. Rất là dễ chặt nha, ở đây nó làm mềm rồi, cái bắp này cũng sẵn chín rồi. Các bạn nghe cái đồ chặt không? Đây, cái bắp này nó ngọt lắm, nó gọi là sweet corn đó. Đó, mình sẽ bỏ vô. Rồi, vậy thôi đó. Ăn rất là ngọt. Và mình cứ hầm để nó ra thêm nước ngọt vậy thôi. Ngọt lắm. Các bạn cứ hầm cho ra nước ngọt đi, chưa có bỏ mắm muối gì đâu, vì trong cái gói này á nó có sẵn muối hết rồi, cho nên mình sẽ coi như là chỉ có nấu cái bắp lờ với cái hành tây này cho nó thơm, và mình châm vô, mình bù vô cái nước cốt của cái nước súp của cái gói đó. Mình thử ra hả, mình cứ nấu nước đi nha. Rồi đó, bỏ vô mình nấu. Bây giờ mình sẽ đi lột tôm mình để sẵn nha. Và sau khi mà nấu như thế nào thì cái tôi sẽ quay cho các bạn thấy ha, rất là dễ nha. Và trước tiên á, Crystal sẽ cho các bạn thấy cái gói súp nhỏ trong cái gói súp lớn nha. Mình sẽ nấu coi nó ngon như thế nào rồi
mình sẽ nói với các bạn, cùng chia sẻ với các bạn đem về đi chợ á, đem về để rồi nấu ăn vào cái buổi chiều hoặc là buổi sáng cũng được, buổi trưa cũng được, rất là tiện dụng. Giờ Crystal sẽ lấy ra nè cho các bạn lòng xem nha. Đây, đây, đây là một gói của nó đây. Đó. Nhưng mà trong này á, là nó nấu thành cái nước cốt rồi. Đó. Nó gọi là Sanjubu, là spicy soup á, soup này cay rồi. Mình không có bỏ cái gì vô hết á, mình chỉ áp cái nước lọc vô thôi. Nhưng á, Crystal đặc biệt á, làm cho nó lạ đó là Crystal nấu cái nước bắp này nọ để mình bỏ thịt này nọ vô ăn á, rồi là ăn ăn luôn, ăn bắp luôn vậy đó. Ok, chút xíu nữa nấu như thế nào thì Crystal sẽ quay rồi sẽ cho các bạn chia sẻ với các bạn nha. Hello, xin chào các bạn và các em thân mến. Bây giờ mình nấu cái bắp này nó cũng ra được một nước ngọt rồi, thì bây giờ Crystal sẽ bắt đầu áp vô cái này cho ba gói nha. Ba gói thì được ba tô. Cái này nó có sẵn cay rồi nè. Đó. Mình sẽ cắt vô ba gói luôn. Rồi mình nấu sôi lại xong mình bỏ vào tô đường trứng luôn. Cũng như là đậu hũ nha. Nhưng mà trước khi vậy mình cũng phải nêm lại coi như thế nào. Vì đây cũng là lần đầu tiên nghe cái bác đi chợ giới thiệu cái này ngon. Mình cũng làm mà cái hiệu như mà Crystal đưa ra đó thì nó là ngon nha các bạn nha. Đó, bây giờ mình áp vô coi nó làm sao. Ba gói và ba lần ăn nha. Nó là cay sẵn rồi cho nên mình sẽ không làm cay nữa. Để khi nấu xong và tiếp tục là các bạn thử nhìn thử ha. Cái này cái gói nó gọi là Sundubu, mà không biết làm sao nó để cái gói là mặn ghê lắm á. Thử ra các bạn phải cẩn thận, đừng có áp cái gì vô nữa nha. Chỉ pha nước nước vô thôi mà như Crystal còn nấu cái bắp á, cho nó ra thêm nước ngọt pha vô đó, không có một chút gì hết á. Nó là mặn lắm nha. Nó mặn. Nhưng cái cay thì không có cay bao nhiêu. Bây giờ trước tiên mình sẽ hửi xem sao. Mặn. Nước này mặn thật. Cho nên á, chỉ áp đồ ăn vô thôi. Đó, cái bò nấu bắp và nấu chung với hành tây và nước lọc thôi đó, không có bỏ một cái gì vô hết trơn mà nó vẫn còn mặn nữa nha. Thử ra các bạn các em cùng đại gia đình mình nấu phải thật cẩn thận nhé, không thì nó mặn nó mất ngon. Thì cái đó nó giống như là cái nước cốt vậy đó, sẽ nấu thôi. Các bạn có nghe ồ ồ không? Vì Crystal đang nướng á, nướng cái nướng cái thịt sườn bò đại hàng á. Giờ nó sôi như vậy rồi á, mình sẽ cho tofu vô đó, đậu hũ non vô đó. Đây bắp nè vẫn còn nè, các bạn thấy không, không có bỏ cái gì vô hết á. Rồi mình sẽ vớt cái củ hành này ra nè. Cái củ hành này nãy giờ mình nấu nó mềm rồi,
coi cái này họ đã có nấu sẵn cái nước rồi, bây giờ mình chỉ pha nước vô thôi, mình bỏ cái bắp hoặc là kim chi. Kim chi thì nó chua chua một chút. Rồi mình bỏ tôm và bò vô thôi, không có gì hết. Cay nhưng thực sự không có cay bao nhiêu hết á, mà là mặn. Người Hàn Quốc xong ta ăn mặn dữ luôn đấy. Bây giờ đó bút xong rồi mình bỏ trứng, mình sẽ đem ra. Bây giờ nó sôi rồi nè. Đó. Mình sẽ cho tôm vô. Đó. Đó, mình cho tôm vô. Rồi mình thời á. Tôm vô và đồng thời mình sẽ cho bò vô luôn nha. Rất là nhiều, rất là nhiều thứ. Có bò vô nó ngọt nước, ngọt hơn nhiều lắm mấy bạn. Nghe cái mùi sọc lên mùi cay lắm. Bây giờ đồng thời nè, cho các bạn xem nhé. Đây, cái tô đang nướng nè, nướng sườn bò, ơi quên sườn heo cộng đó. Cái vỉ này ra coi nó mềm tới đâu, cua nó chín tới đâu. Đó. Ủa, chà chà. Chắc chín rồi. Để mình coi thử xem nào. Chín rồi. Bây giờ mình sẽ giảm thời gian và tắt luôn. Đó. Sôi sôi. Bây giờ mình chắc lại cái nồi súp này nha. Đó, tôm. Mình gái nó không ăn được rau, cho nên không có bỏ kim chi. Người ta ăn thì người ta sẽ áp kim chi vô. Bắp trước. Bắp trước nha. Cho nó rộng cái nồi. Lúc đó mình sẽ
cái bếp kia tắt rồi, cái bếp nướng sườn á tắt rồi. Cái tô mà nó cong lại đó là mình gấp ra vì nó vừa chín rồi. Mình sẽ đi gấp mấy cái khúc bắp này ra vì mình nấu cũng lâu rồi đó. Tôm ra luôn nha. Chắc để làm 3 hũ đi cho nó vừa. Hey, để Crystal cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ Crystal đã múc ra 3 hộp đều đầy đủ rồi. Bây giờ trên bếp á, Crystal sẽ đập 3 cái trứng vô nè. Đó, 3 cái trứng vô cho nó chín rồi mình múc chia đều hết 3 hộp nha. Chia đều 3 hộp. Đó, bây giờ Crystal sẽ xối lên đây cho nó chín trứng. Đó, mình phải xối lên vậy cho nó chín. Rồi, để cho nó chín nha, rồi mình múc vô. Đây rồi các bạn ơi, bây giờ cái 3 cái trứng này nó cũng vừa chín tới rồi. Bây giờ cái tờ sẽ múc vô, bỏ cái một trứng nha. Đó, cái nước nó mình đã pha thêm rồi đó mà nó vẫn mặn nha, các bạn ăn cẩn thận nha. Crystal nghĩ phải pha đi chứ mình thấy mặn quá các bạn ơi. May là Crystal có pha nước rồi đó, nhưng nó vẫn mặn. Đây rồi, 3 gói súp pha với lại 3 cái nước thì nó ra được như đây nè. Đó, bây giờ á Crystal nếm thử thì Crystal thấy nó cũng ngon lắm, nhưng nó hơi mặn nha, cho nên các bạn ăn, các bạn nào không có ăn mặn được thì mình pha nước nhiều một chút nha. Đây, còn đây là những cái miếng thịt bò nè. Đó, và có bắp, cũng như là có tôm và tàu hũ. Mấy cái này cũng vậy. Cái tô để cho nó nhìn thấy nó ngon chứ còn lắc lắc cái nước ở dưới. Đó, rồi khi ăn thì mình hâm lại nữa, không biết có mặn nữa không nữa đó. Tôi thấy mặn quá. Ok, súp cay của Hàn Quốc đã xong, giờ mời các bạn và các em dùng thử nha. Để cái tô thử coi, sợ mặn lắm bởi vậy mới nấu bắp vô.
Nếm nếm chung thì thấy nó không có mặn, nhưng nếu mình ăn một hồi á là nó sẽ mặn lắm đó, theo cái sầu đón đó nha. Con gái thì nó ăn mặn, không, nó không có ăn được mặn nữa đó, nó ăn cay được. Tao nếm cái hũ này coi làm sao. Đây, mời các bạn nha. Nó cũng lạc ra bớt nhờ có pha nước. Rồi, xong cái này. Bây giờ Crystal sẽ đi lấy sườn ra. Và đây, đây là sườn mình đã nướng đây, nướng trong lò air fry nè, đó, cũng thơm ngon dữ lắm nè, đó, nướng tự nhiên nha, thơm lắm. Và đây, đây là súp cay của Hàn Quốc. Rồi, mong là cái video clip này sẽ làm các bạn thú vị khi mà chia sẻ. Các bạn thích thì đi Costco mà ở gần nhà đó, theo cái thành phố của mình ở đó, Costco gần á, thì mình đi mua thử cái gói súp này nha. Crystal không có quảng cáo, nhưng theo Crystal thấy nếu mà ai thích ăn súp Hàn Quốc á thì đi mua về ăn cho biết, nó cũng không có khác gì nhà hàng nhiều cho lắm. Và mình ăn á, thì mình add vô kim chi, đậu hũ non, trứng và tôm, bò hay là nghêu hoặc là cá nữa, tùy theo các bạn thích nha. Ok, video clip đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn và các em video clip lần sau nha. Ok, mời các bạn và các em dùng bữa nha. Bye bye, xin chào tạm biệt nha.